Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 60 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 60 này là Trù rễn hoa san bài dinh bang kể cổ khan thuệ. Trù rễn hoa san bài dinh bang kể cổ khan thuệ. Cái chủ đề này có nghĩa là gì nào? Trù rễn tức là cái người chủ. Hoa này là tiêu tốn hoặc là xài. Hoa san bài diên băng tức là tốn hết 300 bảng Anh. Diên băng là bảng Anh. Kỹ cầu khanh thuệ tức là để khám chân cho chó, khám chân cho chú chó. Trù rễn hoa san bài diên băng kỹ cầu khanh thuệ. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần, rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết nhé. John là một người Anh quốc nhân. Ta có một con chó, tên nó là Billy. John rất thích con chó này. John đã trả 300 đô la đưa Billy đi khám bác sĩ. 因为 Billy 走路的时候, 他的腿有问题。 但是医生说, Billy 的身体很好, 他的腿没有问题。 John's 的腿受伤了。 从那个时候开始, Billy 就模仿 Jones 走路。朋友们看到他们两个一起走路，觉得 Billy 太有意思了。Billy 很爱 Jones. Thì đó là nội dung của cái phần 60 này. Mọi người vừa rồi nghe có hiểu được nhiều không ạ? Sau đây mình sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. John 是一个英国人. John là một người Anh. Một người Anh. 他有一只狗. Anh ấy hoặc là ông ấy có một con chó. 有一只狗. 名字叫, tên gọi là Billy, tức là tên là Billy. John 非常喜欢这只狗. John rất là thích chú chó này. John 花了300英镑. John đã tốn hoặc là tiêu tốn hoặc là mất 300 bảng Anh. 花了300英镑. Yên băng ở trong bản từ mới bên dưới mình có đó là bảng Anh. John đã tốn hết 300 bảng Anh. Tai Billy suy khan y sơn, để dẫn hoặc là để đưa Billy đi khám bác sĩ. Suy khan y sơn. Yên quay Billy chầu lưu tờ sử hô, bởi vì khi mà Billy nó đi bộ á, nó bước đi á, tha tờ thủy dù quên thị cái chân của nó có vấn đề, tức là nó đi không có được ngay ngắn á, bị cái gì đó. Tan sư y sân số, nhưng mà bác sĩ nói Billy tờ sinh thì hẳn hậu, sức khỏe của Billy là rất là tốt. Tha tờ thủy mỹ dù sở mô quên thị, cái chân của nó là không có vấn đề gì hết. Mỹ dầu sẵn mơ quên thị. John tờ thủy sâu sáng là cái chân của John đã bị thương. Sâu sáng là bị thương. Sủng na cơ sử hô khai sử, bắt đầu từ lúc đó. Sủng một cái mốc thời gian nào đó khai sử, tức là bắt đầu từ cái mốc thời gian đó. Sủng na cơ sử hô khai sử, bắt đầu từ lúc đó. Billy chiêu mổ phạng son chậu lu. Billy mổ phạng tức là bắt chước. Bắt chước son. Chậu lu là đi bộ. Như vậy là nó đi bộ mà nó bắt chước theo cái kiểu của son, tức là đi cà nhắc như vậy đó. Rồi. Billy chiêu mổ phạng là mô phỏng, tức là bắt chước theo ha. Mổ phạng son chậu lu. Bắt chước theo cái cách đi của son. Phận dụ minh khan, khan to. Bạn bè trông thấy. 他们两个一起走路,
hai người cùng nhau đi bộ, tức là một con chó và một con người đó. Bạn bè trông thấy, phấn dụ mình khăn đau, tha mình liền cưa y sĩ sổ lũ, hai người một chó cùng nhau đi bộ. Chị ta là cảm thấy Billy thay đổi ý xưa là, cảm thấy Billy rất là thú vị. Billy hình ai John, tức là Billy cũng rất là thương, rất là thích John. Thì đó là cái nội dung chi tiết của bài. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần nhé. John 是一个英国人, 他有一只狗, 名字叫Billy。 John 非常喜欢这只狗, 300英镑, 带Billy去看医生, 因为Billy走路的时候, 他的腿有问题, 但是医生说, Billy的身体很好, 他的腿没有问题, 从那个时候开始, Billy就模仿Sean走路, 朋友们看到他们两个一起走路, 觉得Billy太有意思了, Billy很爱Jones。 Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc nhanh một lần để xem là sau khi mình nghe giải thích nội dung chi tiết rồi á, thì mình nghe nó có nhẹ nhàng thoải mái hơn không, nghe có hiểu hết không. Nếu hiểu hết rồi thì mọi người hãy nghe đi nghe lại nhiều lần và kể lại khi nào được thì mới xem là thành công nhé. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. John 是一个英国人, 他有一只狗, 名字叫Billy. John 非常喜欢这只狗. John 花了300英镑, 带Billy去看医生, 因为Billy走路的时候他的腿有问题。 但是医生说Billy的身体很好, 他的腿没有问题。 John的腿受伤了, 从那个时候开始, Billy就模仿Sean走路。 朋友们看到他们两个一起走路, 觉得Billy太有意思了, Billy很爱Sean。 Và đến đây thì mình kết thúc phần 60 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Và cũng nhân đây chúc mọi người cùng với gia đình an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Mọi người nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần nhé. Xin chào mọi người.